Nhiều mẫu ô tô hiện nay được nhà sản xuất trang bị khóa thông minh, vừa mang lại cảm giác sang trọng lại vừa thuận tiện cho người sử dụng. Bên trong chìa khóa thông minh điều khiển từ xa thường có một chìa khóa nhỏ đi kèm. Thiết kế các loại chìa khóa thông minh hiện nay đều có các chốt nút để giữ chìa khóa cơ. Người dùng chỉ cần nhấn, gạt chốt, tách chìa khóa cơ ra khỏi chìa khóa thông minh để sử dụng. Phần lớn người dùng ô tô đều biết chìa khóa cơ tích hợp trong khóa thông minh ô tô dùng để mở cửa xe trong trường hợp khóa thông minh hết pin. Khi chìa khóa hết pin và không thể kích hoạt chức năng mở cửa xe, người dùng nên tháo, rút chìa khóa cơ ra để mở cửa xe. Thiết kế các loại chìa khóa thông minh hiện nay đều có chốt, nút giữ chìa khóa cơ. Công dụng chìa khóa cơ ẩn trong khóa thông minh ô tô là để mở cửa ô tô khi khóa thông minh điều khiển từ xa hết pin. Ảnh minh họa, ngoài chức năng này, chúng còn có nhiều công dụng khác trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay. Vị trí chốt trẻ em nằm ngay mặt trong hoặc dọc mép cánh cửa phía sau, thường được ký hiệu bằng hình trẻ em. Chi tiết này thường được thiết kế dạng lẫy hoặc ổ khóa nhỏ có thể dễ dàng gạt bằng tay hoặc vặn bằng chìa khóa. Khi chở theo trẻ trên xe, để tránh việc trẻ tự ý mở cửa, người dùng chỉ cần tháo chìa khóa cơ ra khỏi khóa thông minh, mở cánh cửa sau, phía sau tài xế, và tra chìa khóa cơ vào lỗ sau đó xoay khóa, chế độ khóa trẻ em sẽ được kích hoạt. Khi đó cửa không thể mở từ phía trong. Để hủy chế độ này, chỉ việc tra chìa khóa vào và xoay khóa về vị trí ban đầu. Chìa khóa cơ ẩn trong khóa thông minh ô tô có nhiều công dụng khác nhau. Ảnh minh họa, trên ô tô hiện nay được trang bị hệ thống túi khi nhằm bảo vệ người dùng, hạn chế chấn thương trong trường hợp xảy ra va chạm.